Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc của bài thi TOEIC Speaking. Trong bài thi này thì chúng ta có tổng cộng 11 câu hỏi tương ứng với 5 phần. Thời gian thi là 20 phút và thang điểm là từ 0 cho tới 200. Giờ thì mình sẽ đi vào cụ thể từng phần một. Phần đầu tiên là câu hỏi 1 và 2. Trong phần này thì mình cần đọc to một đoạn văn đã được cho sẵn. Mình sẽ có 45 giây chuẩn bị và 45 giây để đọc đoạn văn đó. Và tổng cộng chúng ta có 2 đoạn. Tới phần số 2 là câu hỏi 3 và 4 thì trong phần này mình cần mô tả một bức hình. Mình sẽ cố gắng để mô tả kỹ bức hình đó nhất có thể và mình được chuẩn bị trong vòng 45 giây, tuy nhiên chỉ có 30 giây để nói thôi. Phần tiếp theo là câu hỏi từ 5 cho tới 7. Trong phần này thì mình sẽ trả lời các câu hỏi có sẵn ở trong đề. Đối với phần này thì mình sẽ không có thời gian chuẩn bị trước cho câu hỏi mà sẽ phải trả lời ngay lập tức. Đối với câu hỏi 5 và 6 thì mình sẽ có 15 giây để chuẩn bị và câu hỏi 7 thì mình sẽ có 30 giây. Phần số 4 của bài thi gồm có câu hỏi 8, 9 và 10 thì trong phần này mình sẽ cần trả lời câu hỏi nhưng sử dụng thêm thông tin được cung cấp sẵn của đề. Mình sẽ có thời gian chuẩn bị là 45 giây để đọc thông tin sẵn và sau đó thì sẽ có 15 giây để trả lời cho câu hỏi 8 và 9 cộng thêm 30 giây để trả lời cho câu hỏi số 10. Phần cuối cùng cũng là câu hỏi số 11, đó là mình cần đưa ra quan điểm của mình. Trong phần này thì mình sẽ có 30 giây để chuẩn bị và 60 giây để nói. Tiêu chí của bài thi bao gồm ngữ âm, ngữ điệu, trọng âm và còn lại là những phần như ngữ pháp, từ vựng, sự liên kết cũng như là tính tương thích với nội dung. Tiếp theo là bài thi TOEIC Writing. Trong bài thi này thì tổng cộng chúng ta sẽ có 8 câu hỏi được thi trong vòng 60 phút và thang điểm thì vẫn là từ 0 đến 200. Cụ thể từ câu hỏi số 1 đến 5 thì chúng ta cần viết một câu dựa trên một bức hình. Trong phần này thì thông thường với mỗi bức hình đề sẽ cho các bạn hai từ hoặc cụm từ mà các bạn bắt buộc phải sử dụng ở trong câu. Chúng ta có thể thay đổi thứ tự của từ, tuy nhiên là cần phải mô tả chính xác bức hình đó. Với câu hỏi số 6 và 7 thì mình cần phản hồi lại một yêu cầu đã được cho sẵn. Thông thường sẽ là phản hồi lại một email và mình sẽ có 10 phút để đọc và trả lời cho mỗi email. Câu hỏi cuối cùng của bài, câu hỏi số 8, chúng ta sẽ cần viết một bài luận nêu quan điểm. Trong phần này thì mình sẽ cần đảm bảo được 3 yếu tố, đó chính là chỉ ra, giải thích và hỗ trợ cho quan điểm của mình về bài luận. Thông thường thì một bài luận sẽ có ít nhất tối thiểu là 300 từ và bởi vì chúng ta làm bài luận này trên máy tính nên là còn yêu cầu thêm cả kỹ năng soạn thảo văn bản thật chính xác và nhanh chóng. Chúng ta cần lưu ý rằng bài thi TOEIC Speaking và Writing là một bài thi riêng biệt và sau khi hoàn thành xong phần thi này thì chúng ta cũng nhận được chứng chỉ riêng. Lệ phí thi ở thời điểm hiện tại là 1.890.000. Đối với phần lớp học của trung tâm thì trung tâm yêu cầu đầu vào của các bạn là đã học và thi bài thi TOEIC Listening và Reading đạt 650 điểm trở lên.